Sáng ngày 2 tháng 12, tin từ lãnh đạo phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu bé 2 tuổi bị mất tích bí ẩn sau hơn 3 ngày tìm kiếm. Vị trí tìm được cháu bé là tại một rừng keo cách nhà khoảng 200m. Trước đó, công an phường Quỳnh Xuân nhận được đơn trình báo của anh Đoàn Văn Lực, trú tại khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, về việc con trai anh là cháu Đoàn Phúc An, sinh năm 2021, vào khoảng 14 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 năm 2023 đã mất tích khi đang chơi trước cổng nhà. Gia đình, bà con hàng xóm và cơ quan công an đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy. Sau nhiều nỗ lực của nhân dân và cơ quan chức năng, sáng mùng 2 tháng 12, cháu Phúc An đã được tìm thấy ở khu vực rừng keo cách nhà khoảng 200m trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Cháu đã được bàn giao cho gia đình trong niềm vui và xúc động tột độ của mọi người. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.